Mấy khi mới về là một cặp loa cỏ mà đẹp thế này quá. Onkyo PF33X. Anh em nhìn gông này. Gông lá tép này, gông trung này, gông bát này. Đấy. Rất đẹp luôn. Và cái này có một số anh em thích này. Em xin lỗi các bác một chút là có thể nói động chạm, nhưng mà một số anh em bảo thủ rất thích gân zin. Thực ra cái loa bãi này thì gân zin với cả gân thay ấy, thì thực ra nó cũng không có cái gì khác biệt đâu. Chẳng qua là cái chất liệu gân thôi. Ví dụ những cái cặp này ấy, nó sử dụng gân vải cho nên là nó sẽ gần như là sẽ bền rất lâu luôn. Hàng có như cái này thì tuổi đời nó khoảng trên dưới 20 năm. Còn với những cái gân vải, có những cái cặp loa em về thì gân nó đến 4-50 năm rồi. Nếu mà gân vải thì nó vẫn dùng được. Còn cái chất liệu mà gân cao su và cả gân mút ấy, thì nó sẽ bị mủn. Thì cặp này thì nó đã origin hết. Kể cả gân ấy, các bác nhìn này. Đấy, cặp này thì sử dụng các bác nghe những cái dòng nhạc vàng rất hay. Dòng vàng hoặc nhạc không lời nghe rất thích. Độ nhạy 90 dB. Công suất 50W. Đương nhiên đây là một cặp loa cỏ, cặp loa bình dân ấy. Nói dân dã thì nó gọi là cỏ. Cỏ tức là rẻ. Thì âm ly ghép cho nó cũng rất là đơn giản. Các bác có thể sử dụng những chiếc âm ly, nhìn chung là những cái âm ly phổ thông nhất, những âm ly bình dân nhất để anh em ghép. Bây giờ em test cho các bác nghe một đoạn nhạc không lời nhé. Một chiếc âm ly piano i7. Anh em nghe giải tép của em này rất là thích. Đôi này không có gì để lăn tăn cả, bởi vì nó rất là đẹp. Rất là hiếm đôi nào mà về được trong tình trạng như này. Kể cả em nói kể cả những cái cặp loa đắt tiền thiết kế những cái gông kiểu này. Những cái cặp loa như Onkyo D772X chẳng hạn, bây giờ giá khoảng tầm 15-16 triệu, thì mong muốn được một bộ gông nó đẹp như này cũng không được. Đấy, đồ vãi mà. Cặp này thì rất là xuất sắc luôn. Giá thì em sẽ để tiêu đề tin nhé. Các bác nào có nhu cầu mua thì alo trực tiếp cho bên em. Cảm ơn các bác quan tâm theo dõi.